bánh canh này là nghề của gia đình và nấu rất là cực, nên là nhân lực cũng không cho và sức lực cũng không được làm được. Tại vì anh muốn là dồn hết tâm huyết ở một quán này để phục vụ tốt. Tại ý tưởng ban đầu của anh là muốn là tạo một bữa ăn gia đình sau giờ làm việc. Thì anh mới là đi tìm nhiều nơi và là nảy sinh ý tưởng là thế nào. Và những cái bát ăn thì anh thấy là rất thích cái cảm giác là gia đình và những đứa con thật sự là vậy, người ngồi xe từng bát bánh canh với nhau, nhường nhau từng con cơm. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn món bánh canh cua nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong một con hẻm của quận 5 nhá. Và tại đây thì có một con bánh canh cua rất là đông khách luôn, cực kỳ đông khách luôn. Bây giờ mới là 6 giờ chiều thôi mà các bạn nhìn này, khách ngồi là kín hết các bạn luôn. Đấy, khách đông lắm. Đây là con bánh canh cua bà ba, hay người ta còn gọi là bánh canh cua thố, bánh canh cua tỉnh nhân nhá. Quán này đặc biệt là cái tô bánh canh thố. Nói chung là có bánh canh cua này rất là đông khách các bạn ạ, đặc biệt lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong kia tìm hiểu một chút xíu về cái quán này và sau đó thì kêu ra một phần ăn thử xem nó có ngon không nhá, mà người ta ăn đông như vậy nhá. Đây, và đang là người ta đang bán này các bạn. Cái gì? Cái này mình mới mở bán ra luôn hả? Mấy giờ mình ra đây mình bán à? Dạ không, em bán từ 8 giờ sáng. Ủa, tức là bán từ sáng tới giờ luôn á hả? Đúng rồi. 8 giờ tối. 8 giờ tối bán từ sáng 8 giờ tối. Ở đây là mình có cái menu bán không đây? À có cái menu này ha. Ở đây là thường thường là mỗi có bánh canh là có một cái điều đặc biệt, có bánh canh của mình là cái điều đặc biệt là cái gì vậy anh? Dạ, bánh canh nồi. Bánh canh nồi. Dạ. Một phần nồi thì tầm 2 đến 3 người ăn chung với nhau. Tức là bán một cái nồi như vậy luôn. Dạ. À. Một cái tô bánh canh của mình là có những cái gì trong anh? À, thế là cũng đầy đủ ha. Ở đây thì mình nhìn qua cái quầy mình thấy nó rất là sạch sẽ các bạn nhé. Ở trong quầy thì cái này là không có chỗ đi vào trong quầy, nhưng mà có ở trong đó thì mình thấy có hai cái người bán khẩu trang đeo vào tay rất là kỹ càng, và cái quầy thì nó nhỏ gọn mà cũng khá là sạch sẽ luôn. Hai tô này là một tô là 45 ngàn. Dạ. Đấy. Này là mình có bán mang về không anh? Dạ có, tô mang về là 47 ngàn. 47 ngàn. À đấy, à đây các bạn này, mình mới nhìn ở trên này mới thấy à, phát hiện ra này, có một tô 47 ngàn, ba tô là 141 ngàn, 5 tô là 235 ngàn. Cái này là bao nhiêu này mình? 7 tô là 329 ngàn, mà 9 tô là 423 ngàn. Ồ, như vậy là mình bán càng nhiều là cái giá mình càng bị bớt đi một tí rồi anh. Giá như nhau đúng không? Giá như nhau hả? Dạ, tại vì nhìn vậy để cho các bạn dễ thu tiền á, theo cấp số nhân thôi chứ không giảm. À, 1 đấy. Tô với 10 tô đều như nhau. Ở đây các bạn này, 470 ngàn như nhau. À, tức là mình nhân lên đúng không anh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Các bạn ở đây các bạn có thể mua một lúc 10 tô nha. Ở đây mình có khách mỗi nhiều không anh? À, buổi trưa thì văn phòng là mua 10 tô, 20 tô. Các anh chị văn phòng hay ăn ở đây. À, hay ăn đây ha. Ví dụ như là những cái bạn ở văn phòng từ xa thì mình muốn đặt có cái... Mình có mấy app ứng dụng trên Now, trên Shopee Food, Grab, Baemin, Gojek. Là có hết ha? Dạ có hết. À đấy, các bạn anh vừa nói qua một số cái app đấy, bạn nào muốn ăn thì có thể đặt qua nhé. Sự khác biệt là so với các bánh canh thì bánh canh là bánh canh đựng trong nồi. Yeah. Thì là anh muốn là truyền một cái tinh thần là như là chia sẻ nhau sau mỗi giờ làm việc. Thì mọi người quây quần bên một bàn ăn thì trong đó có một cái nồi và những cái chén nhỏ. Yeah. Mình múc ra giống như là một bữa cơm gia đình vậy đó. Anh thấy là gia đình thường lại kêu một nồi và có nhiều người thì chia ra ăn rất là vui. Anh thấy là tạo một cái cảm giác gần gũi hơn là mỗi người một bát. Vâng, tức là một cái thố lớn là khoảng 3-4 người ăn ha. 3-4 người ăn thì cũng có các bạn gamer thì ăn một mình một thố cũng có. Vâng. Tại vì khẩu vị có thể hợp với các bạn thích ăn nhiều. Vâng. Thì có bạn ăn ít thì một thố 3 người, 4 người. Mà trung bình thì một thố là 2 người và một đứa con là vừa chi phí của gia đình. Vâng, ở đây là ví dụ em thấy cái thố hồi này, em có nhìn trong kia cái thố lớn như vậy, mình có bán nguyên cả cái thố bằng cho người ta mang về luôn không anh? Không. Mình thu thố lại. Anh chỉ là bán mang về là mình đựng bịch rồi về nhà mình hâm lại, tại vì nồi này là không cho mượn được, tại vì cái nồi này anh mua rất là khó. À, vâng. nên là anh không cho mượn nồi. Đấy các bạn, tức là ở đây thố thì các bạn muốn ăn thố thì tới ngay tại chỗ thôi nha, chứ còn anh không có bán thố cho các bạn mang về nha.
Cái thố kia chắc nó dù nóng cũng lâu anh nhỉ, vì em thấy hình như thố là bằng sứ không anh, bằng sứ hay bằng đúng rồi đúng rồi. Đấy thì mình có cảm tưởng nó dù rất là lâu. Nãy giờ anh tên gì em chưa biết tên anh. Em tên Long. Đây là anh Long nhé các bạn, chủ quán nhà nãy. Là giá bán ở đây là cô rẻ nhất là bao nhiêu và tôi mắc nhất là bao nhiêu? Ở đây là chỉ có 45 và 95 nghìn. Giò heo thì mua thêm bên ngoài, mỗi phần giò là 13 nghìn một cục giò. Vâng. Ngày xưa là mình bán cái món này được lâu chưa anh? Anh bán món này được 2 năm rưỡi. 2 năm nhưng mà nghề truyền thống của gia đình thì từ lâu rồi. Vâng. Thì qua tay anh thì anh sáng tạo thêm cái nồi. Chứ lúc trước thì là gia đình anh là chỉ bán được trong tô thôi. Đấy, tức là cái nồi này ngày xưa đi đâu gặp và thấy vui vui hay sao lại ý tưởng nó nặng lên? Tại ý tưởng ban đầu của anh là muốn là tạo một bữa ăn gia đình sau giờ làm việc. Vâng. Thì anh mới là đi tìm nhiều nơi và là nảy sinh ý tưởng là cái nồi. Vâng. Và những cái bát ăn thì anh thấy là rất thích cái cảm giác là gia đình và những đứa con thật sự là dị, người ngồi xe từng bát bánh canh với nhau, nhường nhau từng con tôm. Vâng. Anh thấy rất là happy khi mà khách lại ăn vậy. Vâng. Đây tính ra là anh có tính gia đình rất là lớn đấy các bạn ạ. Ở đây thường thường anh thấy ở đây. Đây là các bạn này, cắt ngang một chút xíu. Đây đây em mình đang thấy anh đang làm một cái thố phía trong này. Đây là thố này là 95 đúng không anh? Đấy. Đây các bạn đang quan sát một cái thố nha. Ô mình thấy rất là nhiều cái tốp bên trong đó. Ôi trời ơi. Ồ các bạn thấy một cái tố hấp dẫn chưa? Đấy 95 ngàn. Ở đây là có một vị khách đang gọi một cái tố. Ở đây em thấy mình quán mình làm đồ sạch sẽ anh nhỉ. Này các bạn này, các bạn có thể quan sát trong này nhá. Mình thấy là người ta bỏ trong bịch rất là sạch này. Rồi mọi thứ trong này mình thấy hầu như không có sự rơi vãi nha. Rất là gọn gàng sạch sẽ luôn. Bên này thì mình thấy có những cái tô bánh canh được làm sẵn này. Đây có một cái khách đang mua. Ở trong này anh khách tới người ta ăn thố nhiều không anh? Khách đi 2 đến 3 người thì là 90% là ăn thố. Ồ vâng, tức là ở đây dùng thố rất là nhiều ha. Dạ. Đấy. Ở đây là em thấy có thêm là đây là bánh bánh và cháo quẩy và bánh bông móng cá, một đĩa là 5 nghìn gồm hai thứ. Hai thứ luôn. Cái này là cái nước muối ớt xanh nhỉ? Muối ớt xanh. Chấm với lại chấm với hải sản, tôm cua và thịt chả này kia. Ồ, cái này cũng là một cái mà khách rất là thích khi đến quán là muối ớt xanh. Vâng. Vì cũng là có công thức đặc biệt. Đấy. Đây. Ồ, bánh xanh nhiệt ha. Đấy các bạn là mình cũng ăn rất là nhiều quán bánh canh rồi nhưng mà thực ra thì mình thấy muối ớt xanh có như thế này cũng khá là hiếm đấy. Cái ngã tư đúng của rồi, đúng cái... rồi, tức là tất cả con đường là thì chạy ngang cái hẻm này. Vâng. Là mình... thì khách dẫn lại phần lớn là họ thấy và họ dừng lại để họ trải nghiệm thử. Vâng. Em thấy là trong cái hẻm của mình nó khá tốt như vậy, anh có dự tính là mình đi kiếm thêm một cái chi nhánh nào để mình bán thêm ra rộng cái món này không anh? Cái đó là anh chưa có dự tính, bởi vì là bánh canh này là nghề của gia đình và nấu rất là cực. Nên là nhân lực cũng không cho và sức lực cũng không được làm được. Vâng. Tại vì anh muốn là dồn hết tâm huyết ở một quán này để phục vụ tốt nhất. Vâng. Em thấy thường thường là cứ một quán bánh canh là có một cái điều đặc biệt riêng. Vì ngoài cái thố ra thì mình quán bánh canh của mình theo anh là có cái gì đặc biệt hơn anh? Đặc biệt hơn hả? Cái đó là chắc là do cái đam mê của em rồi. Vâng. Tại trước thì em cũng làm công ty, thì sao em về nói nghiệp gia đình thôi. Vâng. Đam mê như nãy em nói vậy là yếu tố gia đình là em đặt lên hết. Vâng. Mà lợi nhuận ra thì em cần là một cái gì đó rất là vui vẻ với mọi người với nhau thôi. Vâng, những cái đồ tôm cua ở đây là mình mua về mình làm hay là người ta đặt sẵn cho mình ấy? Mình người ta giao tới là đồ sống hết rồi mình chế biến lại. Vâng, là mình làm lại ha. Dạ đúng rồi. Ở đây thường thường mình có khách mối nhiều không anh? Dạ. Khách mối của mình á? Dạ có. Là phần lớn là khách ăn và học khẩu vị họ quay lại rất nhiều. Rất nhiều luôn anh ha. Dạ. Có ai ấn tượng không? Có ai mà anh hỏi quen mặt luôn? Dạ có. Đa phần là khách đặt qua app buổi trưa. Có thể là họ là đặt ủng hộ một tuần 3 đến 4 lần cũng có. Vâng. Họ đã ăn trưa. Thường thường anh em thấy là những cái quán ăn á, người ta đặt qua app thì người ta có nâng giá lên một chút á. Mình sao anh? Của mình là giá tại quán và giá trên app đều như nhau. Như nhau luôn. Dạ. Tại vì mình bán là mình muốn là ăn tại chỗ cũng như ăn chắc là quay á, giá như nhau để cho mọi người có thể trải nghiệm món. Ủa như vậy là thành ra như vậy là app nó bị trừ chích khuất của mình rồi, mình bị lâu à? Thì nói chung là anh bán lợi ích lợi nhưng mà anh nhờ số lượng. Đấy các bạn ơi, như vậy là các bạn có thể đặt qua app nha. Lúc này thì như em nhớ là anh có nói về Shopee Food, Baemin, GrabFood, GoCheck. Vâng. Đấy các bạn có thể đặt qua ba cái app đó nha. Này có một anh Baemin này. Đấy các bạn có thể đặt qua app nha. Giá thì không có thay đổi nha, giá vẫn như vậy. Tức là anh chấp nhận chủ lô, các bạn chỉ chịu tiền ship thôi. Cái nước lèo ở đây thì đặc biệt là anh dùng tôm khô và mực xé và lòng trắng trứng.
anh nấu lại, nên là có nhiều người cứ nhầm tưởng anh bán súp cua, thực chất là đây là bánh canh cua chứ không phải súp cua như mọi người tưởng, tại cái nước lèo nó gần giống như là súp cua. Vâng, em thấy nó rất là sệt anh ha. Dạ, nó rất là sánh và sệt, thì trên đó nó có tôm khô và mực xé sợi, nên là khách, nhiều người khách là thích ăn đến nó là chỉ ăn tới giọt cuối cùng luôn, tại vì thích nước lèo ở đây. Vì ăn cái súp này là ngon luôn được. Dạ, dạ, cái súp đó, tại nhiều khách là chỉ ăn súp và topping thôi, không lấy bánh canh luôn. Vâng. Tại vì cái súp, cái nước lèo quá, khách thì nhiều khách thì thích loại nước lèo giống vậy. Vâng. Ở đây là, tức là bên này là nước lèo. À, bên đó là nước trộn, là để anh trộn cho bánh canh là nóng lên và anh chan nước lèo vô. Vâng. Đấy. Anh không ngâm bánh canh sẵn, bởi vì ngâm sẵn thì nó sẽ bị nhừ và bị mềm. Thì là anh bán từng tô, chứ anh không làm sẵn như các điểm khác là họ ngâm bánh canh sẵn. Vâng. Đấy là một cái điều đặc biệt các bạn ạ. Tức là bánh canh ở đây anh không ngâm, ở mình thấy cũng rất là nhiều quán là người ta bỏ trực tiếp bánh canh vô trong luôn. Còn đây là mình thấy là anh chỉ trùng thôi. Bây giờ là 5 giờ hơn nữa các bạn, 6 giờ kém nè. Mình thấy bây giờ đang rất là có là nhiều người đến ăn nè. Hầu hết các bạn đây mình thấy người full hết rồi các bạn ạ. Mày vô, tô bánh canh 45k, nồi bánh canh 95k đây các bạn này. Hôm nay mình tới đây mình ngồi, bây giờ mình tới đây mình ngồi thì mình phát hiện ra là có một cái menu nhỏ này. Đấy, anh Kevin có thể cho gần hơn cho mọi người thấy. Ở đây thì có bánh canh 45 và 95. Rồi là còn có các loại thêm như là quậy và giò khoanh. Một cái giò khoanh là 13.000, quậy là 5k. Trà đá thì 2k, trà tắc là 10k. Coca-Cola là 15k. Hàng tháng thì quán nghỉ ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, tức là 2 ngày cay đó các bạn ạ. Đấy. À rồi nha, như vậy đây là mình mới gọi ra một cái thố bánh canh to đại khổng lồ của quán này. Cái thố này có giá là 95.000. To lắm các bạn ơi. Cái thố này mình nghĩ là một cái bạn nào mà rất là khỏe luôn, cực kỳ khỏe mới ăn hết được một cái thố này, rất là nặng. Cái thố này là bằng 3 cái tô. Hôm nay mình thấy anh múc tới 1 2 3 cái vá bánh canh súp vào đây luôn á. Là cái thố này lớn lắm các bạn này, thố này mọi người nào khỏe là ăn no luôn, ăn không hết luôn á. Người nào khỏe lắm thì ăn hết cái thố đó. Đấy, thố này có giá là 95.000 nha. Ở đây thì mình có gọi thêm một đĩa quậy và bong bóng cá thế này thì có giá là 5.000 một đĩa như thế này này. Các bạn có thể gọi quậy không hoặc bong bóng không nha. Nhưng mà ở đây thì có hai loại, mình gọi cả hai để giới thiệu cho cả nhà luôn. Ăn kèm theo đó thì mình thấy họ cho một cái chén mứa xanh. Đấy, hai chén mứa xanh, vì cái tô này một người đến một người thì họ cho một thố, mà ở đây hôm nay mình đi hai người thì người ta cho hai cái chén mứa xanh như thế này này. Mình có gọi một ly trà tắc. À, cái anh chủ bảo là trà tắc cũng là cái món đang bán chạy ở quán, cho nên mình gọi một ly, như này có giá là 10.000 nha. Đấy, các bạn đi bao nhiêu người thì họ sẽ cho bấy nhiêu cái chén nhỏ này, chứ một mình ăn cái này khó hết lắm. Đây này, các bạn có thể quan sát một cái nồi súp này, cái nồi bánh canh này, ui dồi ôi, hấp dẫn quá luôn. Đấy, rất là nhiều cua, rồi trứng ha. Ở quán này thì không có càng cua lớn, nhưng mà có càng cua nhỏ, rất là nhiều cua ở đấy. Bên này là mình thấy là có chả cá, có thịt, có da heo. Cái này là chả cua đấy, rồi trứng, rồi trong rồi bánh canh ở phía dưới, hành, tiêu. Đấy, mình thử múc từ dưới múc lên cá xem thế nào nha. Và ở đây có thấy ba con tôm khá là lớn. Trời ơi, hấp dẫn chưa các bạn? Những cái tô bánh canh không là thấy đà là thấy thèm rồi, rất là hấp dẫn ha. Bánh canh rất là nhiều đấy. Ôi, quá chất lượng các bạn ạ. Chù, ồ, rất là chất lượng. Ở đây thì các bạn có thể gọi bánh canh giò khoanh nha, tức là cái tô bánh canh này mình không có gọi giò, vì hôm nay thì mình gọi đúng với cái tô bánh canh của quán bán á. Nhưng còn ở đây thì lúc này mình có, anh có hỏi mình là có muốn ăn giò thêm không, một cái khoanh giò là có giá là 5.000 nhá, à quên, 13.000 nhá, một khoanh giò có giá là 13.000 nhá. Đấy,
Tuyệt vời các bạn ạ. Cái nước ở đây chưa ăn nhưng mình thấy cái nước nó hơi sệt sệt là mình thấy ngon rồi đó. Nó không có quá loạn mà mình thấy nó rất là sệt. Các bạn có thể quan sát lại này. Thơm lắm. Rất là thơm. Ôi, cái nước súp rất là thơm. Thơm, có cái hậu ngọt chịu. Cua rất là tươi nha các bạn. Nhanh mình thấy cái độ ngọt của cua, độ chắc và độ ngọt của cua, chứng tỏ là cua còn rất là tươi. Cái này là cái phần thịt. Này, thịt xa xíu các bạn ạ. Ở đây nó đặc lắm, bánh canh cua ở đây làm rất là đặc. Cho bánh canh cua thì anh có cho thêm cả trứng rồi. Lúc này như anh nói thì anh dùng cái tôm khô với nước luộc thịt anh làm nước dùng á, cho nên nước dùng rất là ngọt. Ngọt thanh thanh, ngọt thơm thơm. Tôm các bạn, tôm đây khá là to nha. Đây, tôm khá là to. Mình múc hết một chén rồi các bạn này. Các bạn để ý nha, mình múc hết một chén rồi mà cái thố này còn rất là đầy nha. Chứng tỏ là cái thố này nhiều nó không ít đâu nha. Thố này phải 3-4 người ăn đấy. Ở đây thì cái điều đặc biệt thứ hai của quán chính là cái mỡ xanh này anh nói đây. Tôm ngon đó. Tôm cũng rất là chắc và ngọt thịt. Ăn con tôm tươi biết liền. Thường thường các bạn ăn hải sản á, mà nó tươi á thì các bạn ăn thấy nó sẽ rất là ngọt thịt và nó chắc thịt. Cua nhiều lắm các bạn. Trong những cái nước dùng của anh làm ngon ghê á. Thơm, ngọt dịu. Ôi, ta còn có hải chả cá nữa. Tính ra nếu mà cái nồi này mà 95.000 thì 3 ngày ăn, tính là một người có 30.000, 30-31.000 một người. Như vậy là rẻ đó các bạn ạ. Mình thấy bánh canh mà ba mấy ngàn một người làm một tô thì mình thấy trong Sài Gòn hầu như không có, ít lắm. Có thể là mình chưa biết ở đâu bán nha các bạn, biết ở đâu bán thì các bạn có thể comment cho mình nha. Này các bạn này, đúng là cái thố nó nhiều ghê, múc ăn mệt nghỉ luôn. Chả cua là thịt này. Đấy, nói chung là để mình múc cái phần cái lên trước này. Ở đây anh không có ngâm bánh canh trong cái nồi á, cho nên là bánh canh còn rất là dai. Chả cua hấp dẫn các bạn ha. Đây là phần chả cua nữa các bạn. Lúc này thì mình thấy là anh có cho thêm cái chén mướp xanh này này, nhưng mà mình thấy mình ăn mình cảm thấy là bản thân mấy cái topping trong này mình ăn mình thấy nó rất là vừa ăn này. Vì cái nước súp á, cái nước của cái bánh canh này nó ngon á, cho nên mình ăn chung của mình thấy nó rất là vừa ăn vừa ngon luôn này, khỏi cần chấm nữa. Chả cua ngon các bạn ơi. Chả cua dai dai ngọt ngọt, có vị hơi béo ngậy, béo nhẹ ha. Ủa, cái chả cua ngon quá. Nó dai nhẹ, nó giòn giòn, ngọt ngọt, hơi béo béo một ngày. Cái chả cua rất là ngon. Múc ra 2 bát rồi mà thấy trong nồi này vẫn còn rất là nhiều, hơn nửa nồi nữa. Mình nghĩ ở một cái nồi như này nè, các bạn có thể múc ra khoảng được 6 chén như thế này, 6 bát như thế này. Chùa cha. Nói chung là nhiều topping lắm các bạn ơi. Ăn nãy giờ luôn mà trong nồi nè. Rất là nhiều topping nha. Nãy giờ mình múc bát nào mình bỏ nhiều topping trong cả.
nhưng mà nhìn chung qua lại vẫn còn rất là nhiều topping bên trong này. Các bạn thấy bánh canh cua rất chất lượng nha, 95.000 nha. Đấy, 95.000 cho 2-3 người ăn đấy. Cho heo, rồi huyết, rồi tôm, trứng cút, chả, cua, chả cá. Rất là chất lượng. Đấy, một cái tô bánh canh vô cùng chất lượng. Múc cái này thì nó cứ... Cái này múc mà không dùng đũa là nó cứ toàn lên bánh, nó toàn lên topping không à. Bánh canh nó bị trượt xuống. Đấy, 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 thấy chưa? Đấy, múc hồi là cứ thấy đồ ăn nó dính lại, còn cái bánh canh nó không lên, múc hồi là cái này phải dùng đũa gắp vào nhá. Nói chung là nhiều các bạn ạ. Số này khoảng 3 người ăn mới hết, 2 người đàn ông thì ăn hết, còn gia đình thì 3 người thì 2 vợ chồng với 1 đứa con nhỏ thì ăn cũng vừa luôn đấy. Này, ở đây thì có quẩy và bánh bóc bóng cá. Bóng cá giòn quá. Quẩy ăn với cái này ngon các bạn ơi, thơm. Hai cái này thì mình sẽ ăn cái này hơn. Quẩy rất là thơm. Cái nước súp của anh á, mình thấy anh bỏ rất là nhiều trứng với lại tôm khô các bạn này. Nước súp nó rất là đặc, và đây là nước súp không nha. Nước súp nó rất là đặc nha, và có cảm giác là đánh rất là nhiều trứng ở bên trong. Nước súp rất là chất lượng ha. Tuyệt. Đây cả tắc à. Ly cả tắc 10.000. Ngon. Thơm. Một ly này 10.000 tính ra cũng rẻ các bạn. Thấy đeo thấy. Rồi nha các bạn, nói chung là mình đã thử xong bánh canh cua ở đây. Mình thấy cái bánh canh cua ở đây, cái điều ấn tượng đầu tiên mình thấy đó là cái thố á, cái thố rất là lớn luôn, rất là nhiều. Mình có cảm tưởng là cái thố đó là ít nhất là phải 2 đến 3 ngày ăn mới hết các bạn ạ. Một cái thố rất là lớn có giá là 95.000. Mình nghĩ là một cái giá nó như vậy là nó khá là mềm đó các bạn ạ. Một cái thố như vậy thì mình nghĩ là một gia đình và một em nhỏ ăn thì mới hết. Còn người nào khỏe thì hai người đàn ông ăn sẽ hết một cái thố như vậy. Cái phần ấn tượng thứ hai là cái phần nước dùng, cái phần chất lượng cái tô bánh canh đấy. Mình thấy cái nước dùng rất là ngọt, thơm và có cái hậu ngọt chịu, rất là dễ chịu luôn. Ở trong đó thì có rất là nhiều topping, tôm, rồi là cua, rồi là thịt heo, rồi là trứng, rồi là chả cua, rồi chả cá. Nói chung là topping rất là nhiều, khá là chất lượng. Về phần giá cả thì so với chất lượng như vậy thì mình thấy nó khá là ổn đấy các bạn ạ. Cái phần thứ ba mình ấn tượng đây là cái sự sạch sẽ của quán các bạn ạ. Mình thấy cái quán nó nhỏ gọn nhưng mà nó khá là sạch sẽ. Mình nghĩ đây là một cái điểm bán bánh canh khá là ngon đấy, đáng để cho các bạn thử đấy. Nếu một lần nào đó các bạn đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua một phần ăn thử xem như thế nào nha. Mình nghĩ là nó sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Các bạn có thấy là khách đến ăn rất là đông như vậy đó. Khách hàng chính là cái người đánh giá tốt nhất. Người ta ăn đông như vậy thì phải ngon, người ta mới ăn đông như vậy. Rồi nha, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem những địa điểm ăn uống mới nhất từ kênh Nhìn Đâu Ăn Gì nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Mình xin nói thêm là trong cái phần mô tả của video á, mình có lọc ra danh sách những cái món ăn theo quận của Sài Gòn á, các bạn có thể vào đó xem thêm để có thể tìm ra được những cái quán ngon ở gần nhà mình nhất nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé.